Hello, em chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại YouTube của hàng Nhật Bãi Rẻ nhá. Và kênh Đồ Xi Anh Dương nhá. Đấy thì hôm nay là bọn em này về được một lô, nó gọi là cái thằng túi sách nhá. Túi sách ba lô này. Nó gọi là hàng Xi được các bác. Hàng Xi tức là hàng đã qua sử dụng nhá, nhưng mà đều một hầu như là đều là hàng hiệu hết nhá. Đây là hàng hiệu hết, hàng có tên tuổi nhá. Để giữ như này này. Đấy, túi đây. Đấy, đây. Túi sách đây. Ở bên Nhật Bản này. Hàng có tên tuổi hết các bác nhá. Thì cái này ấy, thực sự các bác là nó nhiều lắm. Các bác nào cần ấy, cần cái loại mẫu nào ấy thì các bác cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0965 60672. Và số điện thoại này nó chị đọc số điện thoại chị các em không nhớ. 0399 151050. Có anh nghe đó chưa? 0399 nhá, 151050 nhá, kết nối qua Zalo đó. Thì cần cái gì thì em sẽ gửi ảnh vào đấy. Đây, đang khui này này. Thật sự là nhiều hàng chính hãng lắm. Đây này. Các bác nhìn đẹp chưa? Đây này. Cái luôn thế này, chắc chắn nó vào túi. Đấy. Đây thấy chưa? Này, lô túi đẹp luôn. Anh em nhìn con này nó hơi màu mè rồi. À xời. Ra luôn chị cầm phải ra. Xuống. Ừ, gây bất quài. Kệ thôi, về hàng Xi mà. Bất quài. Đấy bác nào về bác ấy đẹp nhỉ. Con này về đính lại 1-2 mũi. Ừ, đính lại 1-2 mũi nữa này. Ui ngon chưa? Anh chị mở bên trong thương hiệu gì? Đấy, con này đẹp chưa? Vớ được lô này mới là vô lô vớ. Các bác. Dạ. Nguyên tâm của Nhật đi này. Nguyên tâm Nhật này. Đấy, ôi, ngon rồi. Đấy, cái túi dầu vì à? Con gái cầm. Con gái đây là sao con gái à? Đây không nhá. Đây có cái túi dầu vì vậy. À, túi dầu vì các bác này. Đấy, dầu vì. Đây là hàng chính hãng 100% các bác nhá. Các bác check thoải mái luôn. Riêng chúng em check, các bác check thoải mái. Ừ. Đấy, các bác nhá. Thì bác nào chốt hàng thì bác liên hệ qua hai số điện thoại em vừa nói nhá. Đấy 0965 60672 và 0399 à. Bao nhiêu nhỉ? 151050. À 0399 nhá, 151050 quá nhá. Đấy. Ok các bác nhá, em chào các bác, chúc các bác một ngày có sức khỏe nhé.